hạn chế về hiểu biết của người dân về y học cộng với sự buông lỏng trong việc quản lý y dược của ngành y tế khiến tình trạng tự ý mua thuốc để chữa bệnh xảy ra phổ biến lâu nay. Và trong những ngày nắng nóng vừa qua đã có nhiều trẻ bị ngộ độc thuốc chữa bệnh, điển hình là thuốc giảm sốt có chứa hoạt chất paracetamol. Bé Võ Anh Tuấn 6 tháng tuổi ở xã Công Thành, huyện Yên Thành được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Sản Nhi trong tình trạng hết sức nguy kịch. Phù não, suy gan nặng, hôn mê và phải thở oxy. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số thể hiện men gan của bé cao hơn 100 lần so với mức bình thường. Qua chẩn đoán lâm sàng và tìm hiểu tiền sử cũng như các xét nghiệm, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị ngộ độc rất nặng do dùng quá liều thuốc giảm sốt có chứa hoạt chất paracetamol. Cháu của em là bị sốt, sốt cao, xong rồi là em đưa đi khám thì bệnh viện họ cho họ chẩn đoán là cháu bị viêm tuyến nước tiểu. Khi bác sĩ cho thuốc thì bác sĩ nói là cái thuốc bệnh thì uống theo liều lượng, nhưng mà cái thuốc mà hạ sốt thì khi nào cháu sốt thì cháu uống. Thì em cũng không biết được là cái chuyện là liều lượng như thế nào là đủ. Cho nên là em cứ khi nào thấy cháu sốt thì em cứ phá sẵn đó, thì khi nào thấy cháu sốt thì em cho cháu uống một thia. Thông thường trẻ khi mà sốt trên 38 độ 5 là họ có thể dùng thuốc hạ sốt, mà thuốc thông dùng là họ dùng paracetamol. Thì liều lượng là dùng 10 đến 15mg cho 1kg cân nặng và sau 4 đến 6 tiếng mới được dùng một lần. Đấy. Thì với một cái liều lượng nếu như mà dùng đến trên 60mg cho 1kg cân nặng một ngày thì em bé có nguy cơ ngộ độc paracetamol. Ở trên thị trường thì có rất nhiều loại paracetamol, có loại gói bột và viên nén, có cả những cái loại dùng hạ sốt bằng siro. Nhưng mà thông thường viên nén là thì họ để đóng với hàm lượng cao hơn, thông thường từ 400mg cho một viên. Lâu nay, việc tự ý đến hiệu thuốc, mua thuốc tự điều trị một số triệu chứng như sốt, cảm cúm, đau bụng, tiêu chảy đã trở thành thói quen của rất nhiều người. Đặc biệt phần lớn các gia đình có trẻ nhỏ đều luôn có sẵn một số loại thuốc, và trong đó không thể thiếu dòng hạ sốt có chứa hoạt chất paracetamol. Điều đáng nói là không phải phụ huynh nào cũng tìm hiểu kỹ tác dụng và liều dùng để dùng cho con trẻ, mà chỉ nghe theo chỉ dẫn của người bán thuốc. Việc lạm dụng thuốc hạ sốt của các phụ huynh đã dẫn đến nhiều trẻ bị ngộ độc thuốc. Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay, đã có khoảng 10 trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc thuốc paracetamol phải điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trong đó có 2 trẻ tử vong. Với trẻ em nhỏ là dùng bất cứ loại thuốc khi đó nó có nguy cơ. Đặc biệt là liều lượng với các em nhỏ, các chế phẩm thuộc phù hợp cho các em nhỏ, đây là các tính năng thuộc lựa chọn. Bên cạnh đó thì cũng nhiều loại thuộc là chống chỉ định cho các em bé nhỏ, đặc biệt là có những em bé nhỏ dưới 3 tháng hoặc dưới 6 tháng là có những cái thuộc là chống chỉ định, hoặc là có những cái thuộc hơn nữa là chống chỉ định cho trẻ dưới 3 tuổi. Đấy, thế thì tốt nhất là cái sử dụng thuốc cho trẻ nhỏ là chúng ta nên hỏi y bác sĩ, và đặc biệt khi dùng lại nhiều liều trong ngày thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Với những em bé mà chúng ta mà cho liều những cái thuốc đơn giản mà liều quảng cáo quá, nó cũng nhận ngộ độc, độc cho gan, độc cho thận, độc cho thần kinh trung ương, và có những cái thuốc dùng cao quá nó lại ức chế thần kinh trung ương, rất là nguy hiểm. Ngoài việc hạn chế về kiến thức y học của người dân, thì một yếu tố không kém phần quan trọng dẫn đến việc lạm dụng thuốc, đó là sự quản lý lỏng lẻo của ngành y tế đối với lĩnh vực y dược tư nhân. Ít có nơi nào trên thế giới người dân có thể mua thuốc chữa bệnh dễ dàng, không cần đơn của bác sĩ như ở Việt Nam. Trong khi đó, những người bán thuốc hầu hết chỉ có bằng trung cấp dược, thậm chí là thuê bằng. Vì vậy, người dân không được chủ quan với sức khỏe của mình và con trẻ, cần nâng cao hiểu biết về y học cho mình và nhất thiết phải đến cơ sở y tế để được chăm sóc, điều trị khi bị ốm, tránh xảy ra những điều đáng tiếc.